10 diễn viên Hoa ngữ hot nhất thế giới năm 2022. Vừa qua, tờ Global Times đã tổng hợp ý kiến quan điểm của khán giả quốc tế về thị trường phim Hoa ngữ năm nay. Bảng xếp hạng được đánh giá bởi người xem từ các quốc gia lớn như Mỹ, Nhật, Hàn để tìm ra 10 cái tên diễn viên được yêu thích nhất trong năm qua. Kết quả đang khiến khán giả tranh luận dữ dội. Bảng xếp hạng gây bất ngờ khi có nhiều cái tên trẻ góp mặt, trong đó Vương Hạc Đệ và Thành Nghị, là hai sao nam đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cả hai đều có phim thành công trong năm. Với Vương Hạc Đệ đã Thương Nan Quyết, còn Thành Nghị là Trầm Vụn Hướng Phai. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng chỉ bấy nhiêu thành công vẫn chưa đủ để hai mỹ nam lọt vào danh sách cùng các đàn anh đàn chị hàng đầu. Nếu Đức Hoa hay Lương Triều Vĩ đâu? Mấy cậu này đã có thành tựu gì mà được xếp vào? Một khán giả cho biết. Dương Dương là diễn viên Hoa ngữ, sinh năm 1990, có thứ hạng cao nhất hạng 4 nhờ dự án Tranh Thiên Hạ. Địch Đại Nhật Ba cũng xuất hiện cùng Dương Dương nhờ một siêu phẩm cổ trang khác Ngự Sao Kế. Tuy nhiên, so với năm rồi, cặp tình màn ảnh này không quá sôi nổi và có nhiều thành tích bùng nổ. Theo Global Times tổng hợp, mảng kiếm hiệp cung phu vẫn là thế mạnh của Hoa ngữ ở thị trường quốc tế. Vì lẽ đó, top 3 của bảng xếp hạng đều là những kẻ tên nổi danh trong mảng phim võ hiệp. Với Trương Tử Duy là sao nữ có thứ hạng cao nhất, Thành Long và Châu Nhuận Phát chia nhau hai vị trí đầu bảng. Với ngôi sao hành động của loạt phim giờ cao điểm, nằm giữa ngôi vương. Như vậy, với khán giả nước ngoài, những cái tên kỳ cựu từng có sản phẩm bùng nổ tại Hollywood vẫn chiếm thế thượng phong. Top 10 diễn viên Hoa ngữ được yêu thích nhất do thị trường quốc tế bầu chọn theo Global Times như sau: thứ nhất Thành Long, thứ hai Châu Nhuận Phát, thứ ba Trương Tử Di, thứ tư Dương Dương, thứ năm Cùng Lợi, thứ sáu Lưu Diệc Phi, thứ bảy Thành Nghị, thứ tám Vương Nhất Bác, thứ chín Vương Hạc Đệ, thứ 10 Địch Đệ Nhật Ba. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.